qua. Tôi nhờ cái gãi giùm cái chỗ lưng này nè, nó ngứa quá mà anh gãi không có tới. Cậu ba gãi giùm anh đi. Đây nè. Ừ đúng rồi. Xíu qua anh đây, Ừ đó đúng rồi đó. Ừ lên chút xíu. Đó, ừ đúng rồi, ngay đó. Công nhận cậu ba gãi rồi. Dạ thưa ba mới về. Rồi. Ủa ba. Ừ? Ba mới mua đổi bộ con mới hả? Bị chú Phúc chú mở cái cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao. Đồ chơi golf của ba nó cũ rồi, thôi ba sắm bộ mới luôn. Đẹp quá ba. Dạ ông mới về. Ngọc con coi bộ này 60 triệu. Dạ. Nhưng mà là tại vì ngày khai trương coi như giảm 30%. Con tính ra xong rồi đem gửi cho chú Phúc nghe chưa? Dạ để con tính liền. Giảm 30% là 0.3. Lấy 60 nhân cho 0.3 là thành 18 triệu. Vậy là 60 trừ cho 18 bằng... Ok. Cô Thư hả? Con chuyển cho ông Phúc 58.200.000 giùm tôi nha. Chú ơi. Hả? Hình như chú tính sai rồi đó. Con nói gì vậy? Trừ 18 triệu mà chú trừ có 1.8 triệu thì phải. Là chú bỏ bớt một số không rồi đó. Đó. Nè, cô cứ chuyển cho ông Phúc 58.200.000 cho tôi nha. Cái gì mà 58.200.000? Nãy mà nói sao 60 triệu giảm 30%. Tính ra đi. Đợi tôi chút nha, cái gì tôi gọi là sao? Dạ ba. Con tính bằng máy tính rõ ràng ra như vậy mà. Mày tính cái kiểu gì vậy? Nè, ba không tin hả? Ba coi đi, máy tính nó tính ra vậy đó. Chú ơi, con thấy cái này tính cũng đơn giản mà. Lấy 0,7 nhân với 60 triệu là ra. 0,7 nhân 60 là 42 đó chú. Tổng cộng là 42 triệu. Tính đơn giản nhưng mà tính cũng không được. 60 triệu mày trừ đi 30% là trừ đi 18 triệu. 60 trừ 18 còn 42 triệu. Sao kỳ vậy ta, máy tính nó ra vậy mà ta. Trời ơi, nó còn ngồi tính cái gì nữa. Riết rồi mày ngu si đần độn, mày còn thua cái cô giúp việc nữa. Giúp ơi là giúp. Chú ơi, chú lấy cái chân cho con lao. Ba ơi, ba. Cái gì vậy ông? Sao vô không gõ cửa làm hết hồn à? Dạ, con xin lỗi ba, tại có chuyện gấp quá cho nên con chưa kịp gõ cửa. Thù gì đó? Dạ, đây là cà rốt loại 1 ở Đà Lạt mới giao xuống. Con đem qua cho ba kiểm tra, nếu mà được thì chúc con đóng dấu rồi nhận hàng luôn. Qua đây. Này cà rốt Đà Lạt phải không? Dạ. Vô đi. Dạ con chào ông. Chào... Ủa sao con tới đây? Dạ chú đã quên con giống nên con đem tới cho chú. Trời ơi, thôi giám đốc rồi có con giống cũng để lung tung hết. Dạ thôi xin phép ông thôi chú, con về. Cái này là Đà Lạt loại 1 đó hả? Cà rốt này đó hả? Dạ đúng rồi đó ba. Chắc không? Dạ chắc. Cà rốt loại 1 mà, ngon lắm. Ông ơi, hình như cái loại này không phải cà rốt Đà Lạt đâu ông. Hả? Dạ, tại hồi trước con cũng ở gần Đà Lạt á, cho nên con cũng hiểu rõ một chút rau củ trên này. Đà Lạt loại 1 nó sẽ có màu sáng hơn không? Với lại cái phần thân của nó sẽ sần sừ và có rễ nữa. Mà con thấy cái loại này hình như nó hơi nhẵn vỏ. Đúng rồi, cái này không phải cà rốt Đà Lạt đâu ông. Cà rốt Đà Lạt nó sẽ giòn hơn và ngọt hơn. Mà cái này thì nó không bằng. Thiệt không con? Dạ, thiệt. Đúng mà. Tôi nói cho cậu biết á, bây giờ là nhiều nó buôn gian bán lận lắm, cho nên phải kiểm tra kỹ mới được nhập về, nghe không? Con thấy ngọt mà ba. Nhai là thấy ngọt hả? Sao nuốt trỏng đi. Trời ơi, nó nuốt thiệt luôn kìa. Đường đường là một phó giám đốc một cái công ty thực phẩm mà không bằng cái con giúp việc đi kiểm tra rồi quay lại đây liền. Dạ con xin phép ông, xin phép chú con về. Trừ 18 triệu mà chú trừ có 1,8 triệu thì phải. Kỳ vậy ta mới tính nó ra gì mà ta. Trời ơi, nó còn ngồi tính cái gì nữa. Riết còn thua cái cô giúp việc nữa. Dốt ơi là dốt. Đúng rồi. Cái này không phải cà rốt Đà Lạt đâu ông. Đường đường là một phó giám đốc một cái công ty thực phẩm mà không bằng cái con giúp việc á. Cái gì vậy nè, sao mà nó lộn xộn vậy hả bà ơi? Cái giá bán sao hôm nay bà lại tính mấy cái này nữa? Bà để con tính cho, mấy cái này con làm được mà. Mày đánh cho coi, mày đánh ra. Đồng ý, vô nhờ cái. Dạ. Sao ngồi lật giá vậy? Xuân khổ lắm, đừng hỏi ngoại ơi. Để lên. Đánh ra. Bây giờ vậy nha, mày đi ra ngoài kia. Vô đây con. Dạ ông đợi. Nếu con không làm cái gì á thì con tính giùm ông cái này nha. Tao rắc rối lắm đó. Dạ con tính hả ông? Ừ. Để con tính cho ba, cái này con tính được mà. Ông thấy là con tính toán giỏi cho nên giúp ông làm liền cái này cho ông. Nhưng mà con đang nấu cháo không? Con không có bỏ đi được. Cháo lúc nào nấu chả được. Bữa nay không có thằng Sĩ nó ở nhà cho nên ông mới nhờ con. Dạ, tại vì nấu cháo rất là dễ bị khét cho nên con phải đứng khuấy liên tục. Hay là ông để con nấu cháo xong rồi con vô con tính cho ông nha. Đây. Đây, mày đi khuấy cháo, còn con mọi người. Ủa, con phải khuấy cháo hả ba? Không lẽ tao? Vậy còn bản báo giá này? Đi ra khuấy cháo. Dạ. Tính đi con. Số liệu này nha, tới đây nè, hơi rắc rối. Dạ. Ừ. Thầy kể nó đi. Đây. Dạ. Con so sánh đi. Ủa sao con lật giá vậy? Bất đắc dĩ lắm con phải làm thôi. Ủa sao bà đứng đó khoai cháo? Bất đắc dĩ bà mới phải làm thôi. Dạ ba ơi, khoai cháo xong chưa? Con. Dạ. Cái này là coi như là tổng kết là nó ra cái số tiền này phải không con? Dạ đúng rồi không? Giỏi quá. Sao đứng ngay người ra vậy? Dạ con nấu cháo xong rồi ba. Vậy đi ngủ đi. Con ơi. Dạ. Con đã trừ những cái khoản mà ông đánh dấu ra chưa? Dạ con trừ xong rồi ông. Vậy hả? Dạ. Đúng là kiệt xuất mà. Phải chi cái thằng Ngọc nhà này mà nó được phân nửa như con là cái nhà này tốt biết mấy. Chưa buồn ngủ nữa hả? Mày đi khuấy cháo, còn con hưởng đây. Phải chi cái thằng Ngọc nhà này mà nó được phân nửa như con là cái nhà này tốt biết mấy. Mày đi khuấy cháo, còn con hưởng đây. Phải chi cái thằng Ngọc nhà này mà nó được phân nửa như con là cái nhà này tốt biết mấy. Tốt biết mấy. Phải nói là từ khi có con là phó giám đốc, công ty là phát triển vượt bậc. Ông quá lời rồi. Tất cả là được sự tin tưởng của giám đốc giao cho con thôi ạ. Ôi đừng có khiêm tốn mà. Nè, trước đây cái thằng phó giám đốc nó ngờ ngạch, nó làm cho công ty cứ rối lên. Giờ có con rồi, ông không có sợ cái gì nữa hết. Ông quá khen rồi, con cảm ơn ông. Dạ ba, con đem cơm tới cho ba nè. Nay ăn gì? Dạ con có nấu canh chua với thịt kho hột vịt, toàn là mấy món ba thích không á. Phó giám đốc ăn chung với ông luôn nha. Dạ, tại con lỡ đặt một cái nhà hàng Nhật Bản sang trọng để mời giám đốc hôm nay rồi. Ồ vậy à? Mình quỷ cũng được mà. Vậy để con quỷ. Thôi khỏi đi. Nè, khỏi, quỷ làm gì? Tới đó mình ăn luôn. Bà ơi, nhưng mà công sức con nấu từ sáng giờ bà ráng ăn miếng cho con vui. Thôi đem về nhà ăn đi nha. Thôi mình đi. Dạ. À mà chú ơi, thiệt sự là xin lỗi chú nha, cựu phó giám đốc. Không có gì đâu. Cái nhà hàng đó đâu vậy? Sẵn chú tới đây rồi đi chung luôn nữa ha. Nhưng mà tiếc quá à, con đặt có 2 chỗ thôi. Rồi giám đốc ơi, lẹ lên. Dạ. Chú, con gửi tiền chú đi xe về nha. Chào chú. Nè con, cô thấy nhà sạch lắm rồi đó, nghỉ ngơi đi đừng lau nữa. Dạ không sao đâu cô, để con lau một xíu nó cũng được. Tâm Ý. Dạ chú. Con lau chỗ này chưa? Dạ con lau rồi. Rồi còn chỗ này, rồi chỗ này nữa, lau chưa? Dạ, con lau rồi, hết rồi. Lau đâu mà lau, con bụi nè. Đây cũng còn nữa nè. Làm việc mà không cẩn thận gì hết. Dạ. Lau lại đi. Dạ, con lau lại. Thiệt tình luôn. Rồi để vậy sao người ta đi? Dạ, con xin lỗi chú. Chú ơi, bọn chú cần con làm cái gì hả? Ý à? Dạ. Còn mấy cái đống chén dĩa này con rửa sạch hết chưa vậy? Dạ, con rửa rồi chú. Rửa rồi mà sao dầu mỡ còn dính cả đống đây nè. Hồi nãy con rửa kỹ rồi mà. Rửa kỹ làm sao mà rửa kỹ, còn dính quá trời đây nè. Chén dĩa dùng để ăn, con nên con phải rửa cho sạch sẽ chứ. Bây giờ con coi, con rửa lại hết nguyên đống chén dĩa này đi nha. Ôi, nhưng mà... Nhưng nhị gì nữa, chú kêu sao làm vậy đi. Anh ơi, xuống ăn cơm, làm chi? Nè, mẹ nói cho con biết nha, kể từ ngày hôm nay con không được ăn cái gì khác ngoài cháo rau củ thôi đó. Mẹ phải trị dứt bệnh táo bón của con đó. Biết rồi. Đây mẹ út cho. Nè, ăn đi. Sao? Ăn được không? Ghê. Ghê cái gì mà ghê? Còn phải nuốt hết cho mẹ. Tâm Ý. Dạ. Con lau chỗ này chưa vậy? Dạ. Bộ nó bị gì hả chú? Nó dơ nè, không thấy hả? Dạ, vậy là chắc dính gì rồi, để con lau lại. Làm việc phải cẩn thận chứ, qua loa đại khái vậy là không có được đâu, biết chưa? Cái người mà cần được nhắc nhở là con đó. Phải coi lại mình, thấy không? Chứ đừng có nói người ta.